thủy kích là mất rất nhiều tiền, có khi mới đến hàng trăm triệu đối với chủ xe đấy, chứ còn nói đối với người mua sau này. Thì có rất nhiều những câu hỏi các bác hay hỏi em rằng là cách làm thế nào để biết xe thủy kích hay xe em sợ là xe đâm đụng, xe ngập nước hay xe thủy kích. Cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà gần như bác nào bác mua xe các bác cũng quan tâm đến. Thế thì hôm nay em muốn chia sẻ với bác rõ hơn về cái thủy kích. Thì đầu tiên cái thủy kích mất tiền đối với cái người chủ đầu tiên khi mà họ bị thủy kích ấy, thì họ đã mất rất nhiều tiền rồi, có thể mất đến hàng trăm triệu, thậm chí mất khoảng hơn trăm triệu. Thế nhưng mà bây giờ làm thế nào đó mà khi người ta làm rồi mà mình vẫn phát hiện được ra. Thế thì chia sẻ các bác luôn được rằng là cái việc thủy kích thì em vẫn nói với các bác có hai loại. Nếu dòng xe cũ thì khó phát hiện hơn, đời xe 2008, 2010 hay là 2002, 2003, những con xe máy nó ra rồi thì khó phát hiện hơn các bác nhá. Thế thì bởi vì cái lý do đầu tiên là cái loại thủy kích mà thủy kích động ấy, đang đi đâm bùm đâm vào xuống nước, hay là đang đi mà rơi xuống ao. Các bác nhìn có những cái cảnh ô tô mà đi người ta lao xuống ao này, các bác tưởng tượng xem. Hay là đang đi mà lao xuống nước, hoặc là trong cái mùa mưa rồi có nhiều bác bảo là cái xe đang đi mà nó tạt vào cô phóng viên ấy, xong rồi là nó đi một lúc nó chết. Thì cái loại đấy là do là đang đi mà trời thì mình biết là trời mưa rồi, nhưng mình cố tình mình đi cho nên nước nó lao vào cổ hút, và nó lao vào cổ hút thì nó bịt, nó cong tay biên luôn. Loại này là loại xe nếu đời cao là đời 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 là những con xe mà máy nó ra rồi thì khả năng cao là đầu tiên sẽ là thủy kích. Là những con xe đấy đang đi mà lao xuống nước là máy ra, cái đấy là dễ phát hiện. Nếu như dùng con xe đời 2023, 2024 có thể là máy ra, nhưng mà cũng có một vài trường hợp nó cá biệt là như này này. Không may mà chuột nó cắn đứt dây, không may mà chuột nó cắn đứt mất dây quạt gió, cho nên các bác cố tình đi trên cao tốc mà lại như này này, lại dẫn ra cái việc đó là mình tự tin vào cái việc lái của mình rồi, và tự tin vào xe mình rất ngon rồi, nên không để ý đồng hồ nước, cho nên là dẫn đến là mình bị lột cái răng mặt máy, tức là như này quạt gió nó không chạy được nữa, nó nóng quá không chịu được, cho nên là nó ra máy. Thì có loại đấy là loại thứ hai, thì cũng có thể là tránh được thủy kích, nhưng mà loại đấy là cũng là máy ra, thì có thể là do là bị chuột cắn đứt mất dây quạt gió. Trường hợp thứ hai là do như này này, nhưng mà xe đời cao cũng có thể thêm một cái trường hợp nữa máy ra, đó là khi mình đang đi mà mình không may mà có ai đó mà hay gọi ở trong cái gầm ấy, trong cái gầm xe của mình ấy, mà mình sập gầm sập đạn ấy, xong là lúc mà mình cố mình đóng số mình lùi mình giật lên, và cái cút nước đấy nó không bật hẳn ra, nó dò đi mất một phần nào đó nước. Hai là trường hợp là nó tụt ra rồi nhưng mà nó chưa chảy nước, và sau đó mình về mình đỗ ở nhà, hoặc là sau đó là mình về mình đi một đoạn nào đó bơm nước nó mạnh, nó đẩy ra đấy, nó tụt đi ngang đi trên đường nó tụt ra, và dẫn đến là mình rất tự tin cái xe mình đời cao, cho nên là nó bật mất cút nước, và mình đi thêm một khoảng tầm 5 cây nữa là coi như là vứt máy luôn, là máy coi như về là phải hạ xuống và phải làm lại. Thì đấy là cái trường hợp tiếp theo. Thì chúng ta quay lại đối với loại thủy kích kia, đấy là loại thủy kích dễ. Thì các bác đến các nhìn máy mà nó ra rồi 2022, 2023 là nhìn phát là có thể nó sẽ có ba cái trường hợp là có thể máy ra, là một là thủy kích, hai là trường hợp là đứt dây quạt gió, trường hợp thứ ba là có thể là do ai đó đã sập gầm sập đạn. Chúng ta nhìn luôn cả phần gầm phần đấy luôn. Còn trường hợp nữa đó là như này này, có rất nhiều những trường hợp đó là đi đổ nước mát ấy, người ta thay nước. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là em để làm xưởng em biết rồi, là tay nghề non họ lắp cái ống cút nước ấy nó không vào hết, hoặc là người ta quên không thèm lắp luôn các bác nhá. Quên không thèm lắp luôn. Nó xảy ra hiện trạng đấy là cũng trường hiện trạng máy chết luôn. Thì những con đời cao là mình sẽ có biết là cái hiện trạng ra máy. Thì quay lại đối với thủy kích, loại thủy kích thứ hai là loại thủy kích mà nó ngập mà do thời tiết mà mình không còn cách nào chống chịu được, mình không chạy kịp. Do ban đêm nó mưa quá lớn hoặc là ào cái nước nó về. Thì lúc loại thủy kích này thì loại thủy kích thứ hai em gọi là ngập tĩnh, tức là không phải ngập động, không phải xe di chuyển. Thì loại này thì nó ngập thì nó sẽ có nhiều con xe thì nó sẽ ngập thấp thì thiệt hại ít. Thì các bác nhìn thấy ở các cái sàn nỉ ấy, hoặc là các vách máy ấy, hoặc là ở cái khoang cốp này, các bác nhìn hình dung là cái khoang cốp nó như này này, thì nó luôn có nỉ. Nó luôn có nỉ, cho nên là các bác có giặt ấy, thì nó vẫn để lại ở đây những cái vết bẩn mà mình rất là khó có thể tìm được. Đấy là em nói, nó nói ví dụ chứ. Là cái cốp nỉ ở những con xe khác đều có, và tất cả ở cái khoang máy ở bên trên, các bác nhìn đây này, cái khoang máy bên trên nó đều có cái nỉ đấy.
Đặc biệt là khi mà mình ngập tĩnh ấy thì tất cả những cái viền này này, những cái viền này nó đều để lại những cái bùn, những con xe mà nó có nỉ thì nó sẽ để lại những cái bùn đất ở đấy và mình khó rất khó giặt đi. Cho nên là đấy là loại thứ hai. Thì rất dễ có thể phát hiện được ra. À, ví dụ như các bác nhá. Bao giờ vậy, những con xe đời cao và những con xe to tiền nó sẽ có những cái nỉ như này. Nó có sẽ có nỉ như này, và nếu như mà mình ngập, người ta ngập nhiều, ngập tĩnh ấy, là những cái nỉ này, một là nó sẽ nát ra. Vì thường thường ngập thì nó sẽ lâu. Nó thấy như cái này nó không được lâu đâu các bác nhá. Nếu mà rửa giấy không phải nói là nó sẽ nát ngay lập tức, thì những cái nỉ nó sẽ nát ra. Trường hợp tiếp theo nữa đó là như này này. Bao giờ cũng vậy, khi mà bên trong này các bác hình dung là như này, trong này nó luôn luôn là cái tấm giấy nệm. Cho nên là nếu như mà cái loại mà ngập là nó sẽ nát hết những cái đấy ra. Và cái yếu tố quan trọng nữa đó là như này này, các loại cánh ở phía bên trong rồi. Tất cả những cái máy nó đều bây giờ nó chạy bằng mạch điện hết. Các bác hình dung được, kể cả điện điều hòa, đặc biệt là những con xe thông minh bây giờ đời cao 2022-23 bây giờ, trong tất cả những khe cánh này, tất cả những cái motor gương này các bác nhá, ở trong này nó cực nhiều những cái loại mạch điện. Cho nên là người ta, một là cái bác chủ ấy mất rất nhiều tiền bác thay. Trường hợp thứ hai là như này, những cái mạch nó nằm ở đây này, nó toàn bộ bằng mạch điện hết. Cho nên là khi các bác mà những xe đời cao ấy mà bị ấy, là nó sẽ dẫn đến là nó phải tháo, một là phải tháo. Trường hợp thứ hai nữa là ở trên cái đồng hồ báo cảnh báo ở trên đỉnh như các bác nhé, nó là điện tử, cho nên khi nó ngập ở trên này rồi thì người ta thay ở đây rồi nhưng người ta không thay được toàn bộ xe. Cho nên nó dẫn đến là như này này, cái đồng hồ báo ở trên đấy và cái hệ thống ở bên kia ấy, ở bên hộp đen ấy, là lúc người ta lắp, người ta buộc phải tháo, thì nó dẫn đến là rất nhiều những thứ nó không đồng bộ với nhau. Cho nên cái màn hình của nó lâu dần nó có thể nó rất là chập chờn. Thì những con xe đấy các bác đi mà quan sát mà thấy thì rất là dễ có thể phát hiện được ra. Đặc biệt là những con xe mà các bác đi chạy khoảng 5 cây 3 cây mà thấy đồng hồ trên nó cứ báo nó nhập nhằng là rất dễ phát hiện ra. Và những thứ đó bây giờ về chạy là thay là mất rất nhiều tiền, và với những càng về sau thì những cái đó nó sẽ càng hiển thị lằng nhằng lên. Cho nên là nó sẽ dẫn đến không ổn định cho xe. Cho nên những con xe đó sẽ mất giá rất nhiều các bác nhá. Thế thì đây là cái cách em chia sẻ các bác, là mình là người thợ thì mình sẽ biết luôn. Khi em đến em kiểm tra thì em sẽ biết luôn là nó bị ngập hay không. Có một cái bí mật sâu hơn nữa các bạn. Đó là thường thì là những cái dòng xe mà các bác hình dung là khi mà nó bị lao xuống bùn đất thì nó sẽ để lại những cái dấu vết ở phía bên dưới. Thì các bác có thể đến, chúng ta có thể là bằng cái nghiệp vụ nào đấy, chúng ta có thể tìm thấy được nó ra ngay lập tức. Thì ở cái video lần sau em chia sẻ kỹ hơn với các bác về cái điều này. Và đây là cái video chia sẻ với bác là nếu như mà mình mua về cái xe thủy kích ngập nước thì nó sẽ tốn tiền cho mình sau này, đặc biệt là cái tiền sửa. Hai là cái tiền nó mất giá theo thời gian, và cái người chủ kia thì họ sẽ mất rất nhiều tiền những lúc như thế. Đối với những cái dòng xe ví dụ như đời cao như 2022-2023, đặc biệt là một số những dòng xe thương hiệu, thì mỗi một lần thủy kích ngập nước như vậy các bác phải mất đi loanh quanh đâu đó nhé khoảng 200 triệu là bình thường. Bởi vì thay những cái chi tiết bên trong nó rất là đắt và phải nhấc nó ra. Và những cái dòng xe đời cao mà các bác nhìn, nhưng là nếu mà người ta nhấc nhiều ra thì mình cũng có thể dựa đấy vào để phán đoán, đúng không ạ? Và cảm ơn tới tất cả mọi người khi xem video, và chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những lần tiếp theo. Nếu có bác nào có những cái ý kiến hoặc là mong muốn gì về, hoặc là tư vấn về ô tô, hoặc là cần tư vấn gì về xe, giấy tờ, thủ tục, thì bác có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại trên màn hình và comment trực tiếp trên video này nhá. Em sẽ chia sẻ và tư vấn giúp bác hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, và gặp lại nhau vào những video clip tiếp theo.